Xin chào tất cả mọi người. Đây là khu tiện ích ở tòa bên cạnh hàng xóm nhà cháu đấy ạ. Có thấy đẹp không? Khu vui chơi của trẻ con này, của các em nhỏ này. Cháu vừa bị bạn đen đen dồn cho trận nên đang ngu người. Về không? Đi về không? Cháu gần đến nhà rồi đấy ạ. Đây là còn mùa tòa này cách nhà cháu một tòa đấy ạ. Gần về đến nhà đấy. Hôm nay mẹ cháu quay cho các bác xem cái sân khấu của tòa nhà cháu, có ba tòa của tổ dân phố nhà cháu nhé. Nay thì mẹ cháu rảnh hơn, mẹ cháu sẽ quay các góc cho các bác xem này. Khi nào mà mẹ cháu mượn được flycam ấy, mẹ cháu sẽ bay lên quay cho các bác xem nhé. Nó rất là đẹp ấy, sân khấu trồng hoa. Trồng hoa đây. Chả biết cây này là cây gì nhỉ? Các bác có biết cây này là hoa gì không? Bình luận ở bên dưới cho mẹ cháu biết nhá. Mẹ cháu biết cây này nè. Biết chậu này là hoa sắc pháo. Hoa sắc pháo thì rất là bền đấy ạ. Vâng. Còn chậu này mẹ cháu cũng không biết. Chỗ này mẹ cháu cũng không biết là hoa gì. Bác nào biết thì bình luận ở dưới cho mẹ cháu nhé. Đó, cái bạn đen kia bạn ấy thích kìa. Bạn chó nhà, bạn bắt nhà mẹ cháu lên là đuổi theo từ khu biệt thự về đây đấy ạ. Bắt thì sợ nên là cứ loanh quanh chỉ ở chân mẹ thôi ạ. Gáp sợ bạn đi vồ đây nè. Bắp ơi. Bắp ơi. Bắp ơi, bắp sợ à? Bắp sợ. Bắp sợ con bạn đen à? Sợ à? Sợ nó vồ cho à? Ai bảo con cũng nghịch lắm cơ, nó chả vồ cho. Con nghịch lắm cơ. Đi mẹ bé. Đi, nó đi rồi. Đi về đi. Đi, bắp ơi. Đấy. Chân nó dài, người nó to. Mình bằng một cái số lẻ cân của nó. Nó vô cho. Mình gặp hành đai dưới nè. Cháu các cây thông. Đấy. Đấy. Còn này. Đấy.